Good evening, Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà. Hôm nay mình nấu cái gì? Hôm nay Ngọc Ánh nấu món bún riêu cắt tóc, rất là simple, không có cần hầm xương, không có cần phải luộc xương gì hết. Kỳ này nấu rất là nhanh. Trong cái nước súp gà lon mình có sẵn cũng được. Còn mình không có súp gà lon thì Ngọc Ánh nấu bằng cái bột súp gà hiệu Korean. Dasita number one của Korean đó. Và mình dùng cái hũ cốt bún riêu mà của Quốc Việt nè. Đó, mình thích xài cái hiệu này nè. Đó, bún riêu. Bún riêu, cốt bún riêu. Rồi, mình bỏ ít củ sắn cho nó ra nước ngọt. Kiểu này là kiểu của mình. Mình thích nấu cái củ sắn nó ra nước ngọt. Như là củ hành tây. Mình có gừng ở trong cái nồi nước lèo. Xong rồi... đậu hũ chiên mà bỏ vô bún riêu ăn rất là ngon, nhưng mà mình không có cần phải chiên chi cho nó mệt. Mình mua cái loại bún đậu hũ ở ngoài chợ mà người ta chiên sẵn á, của Thanh Sơn hoặc là Bình Minh á, nhưng mà về nó có dầu trong đây nhiều lắm, mình về mình phải rửa lên nước sôi 3-4 lần á cho nó ra cái dầu bớt. Rồi khi mà mình nêm, mình chỉ cần nêm bằng cái hũ cốt Quốc Việt là được rồi. Bữa nay Ngọc Ánh bỏ vô cái giò heo lần trước nấu cái món gì mà Ngọc Ánh có sẵn ở nhà nè, Ngọc Ánh trụng giò heo chín hết rồi, cái để dành lại một phần ở trong frozen, đem ra xả đá và trụng lại nước sôi. Bữa nay cho ăn bún riêu với lại giò bún riêu giò heo luôn, kiểu mới. Còn cái cục mọc, cái cục riêu này là làm rất là tiện lợi. Mình có cái riêu base trộn với lại thịt nạc xay với lại tôm mình bầm nhỏ ra, xong rồi mình trộn chung với thịt nạc xay bầm với cái riêu cua hoặc là riêu tôm, rồi với trứng, rồi bỏ tiêu, bỏ xíu đường, không có bỏ bột ngọt, rồi trong đó nó đã mặn của cái riêu, nó cũng hơi mặn rồi, trộn cho nó thấm đều vô, xong rồi bắt đầu mình nước sôi mình bỏ vô đây thôi. Rồi Ngọc Ánh bỏ thêm một hũ riêu cua hoặc là riêu tôm vô trong cái nước mà, cho nên cái nước nó ra cái màu rất là đẹp. Đó, thấy chưa, hấp dẫn chưa? Đây. Mới vừa làm hành phi luôn, hành phi mà cái loại hành phi sấy ở bên Việt Nam nhập ra qua sẵn một bịch 3-4 đồng vậy đó. Mỗi lần mình ăn bao nhiêu cái mình đem ra mình dầu nóng lên xong rồi để cái bếp nó nóng xong rồi tắt lửa liền, rồi bỏ cái củ hành rồi sấy khô này vô là tự động cái chảo nó đang nóng mà mình kéo nó ra khỏi cái bếp rồi, cái hơi nóng của dầu nó cũng làm cho cái hành phi của mình nó sấy khô sẵn rồi, nên 30 giây là nó vàng liền, đổ nó ra cái tô liền ngay tích tắc, mình không có cần phải làm nhiều, mỗi lần ăn bao nhiêu làm chút xíu là xong. Đây một chén mắm ớt sẵn, có ngò gai luôn. Mình thích ăn bún riêu với ngò gai theo kiểu miền Tây á. Hồi nhỏ chỗ mình ăn bún riêu cua, bà nội nấu bún riêu cua rất là ngon, bún riêu cua đồng. Đó, có giò heo, có ngò, có hành, có chanh ở trong sân vườn của người láng giềng. Rồi, cho mình đó, hành. Đây, một dĩa rau sống sẵn sàng hết rồi. Đó, rau tía tô ở nhà mình trồng nè. Tía tô. Bữa nay mình không có mua kinh giới, tại vì ở trong nhà có gì mình ăn cái đó. Bắp cải tím, không có làm rau muống với lại bắp chuối, ăn bắp cải tím cho cái màu nó lên đẹp, thấy chưa. Ở ngoài nhà hàng mình đi ăn bún riêu thường thường người ta cũng có bắp cải tím, chứ ở đây đâu có, ít có khi nào người ta làm rau muống chẻ với lại bắp chuối cho mình lắm, tại mấy cái thứ đó nó cũng khá đắt tiền, ở ngoài tiệm người ta không có làm như vậy đâu. Mình xiên thì mình làm, còn ở nhà thì mình bắp cải có thì mình ăn bắp cải tím, nó rất là tốt đó. Rau tía tô bữa nay tốt quá nên mình cắt vô mình ăn. Giá ngò mình không có thích cắt nhỏ nhiều, tại ngò nó hay bị dập lắm. Ngò mua về là rửa sạch xong rồi bắt đầu phải bỏ vô trong cái spinner, cái rổ mà xay rau á, cho nó khô hết cọng ngò, rồi mỗi lần ăn là mình cắt liền đó thôi. Còn mình cắt trước nhỏ là nó cứ bị dập nát ra. Ăn bánh mì hay ăn gì cũng vậy, ăn súp là cứ cắt liền thôi. Hành cũng ở nhà trồng. Đây nhìn chén mắm ớt ngon không. Cái bún riêu này Ngọc Ánh không có ăn mắm tôm sống, mà Ngọc Ánh bỏ cái mắm tôm vô trong cái nồi nước lèo luôn, nấu chín luôn. Thành ra Ngọc Ánh sẽ nó rất là đậm đà, rồi Ngọc Ánh không có ăn mắm sống gì được hết, chỉ ăn nước mắm sống thì ok thôi. Còn tất cả các loại mắm thì Ngọc Ánh không có ăn được mắm tôm, mắm nêm gì sống hết, nên khi nấu thì bỏ nó vô nồi nước lèo nên nó vẫn rất là đậm đà. Đó, cái nồi bún riêu của em bữa nay đó, không có cần phải hầm xương.
hồi nhỏ ở Việt Nam là thích ăn bún riêu của dì Tư. Dì Tư Ngọc Ánh nấu bún, dì Tư Mai á, mẹ của chị Ánh Tươi ở dưới Cái Tàu á, nấu bún riêu rất là ngon, bún riêu cua đồng. Nghe người ta nói ở bún riêu Lữ Gia, em không có biết Lữ Gia là ở đâu nữa, là chỉ biết Lữ Bố, Lữ Khách, Lữ Quán với Lữ Trọ thôi, chứ cũng không có biết Lữ Gia nằm ở đâu nữa. Cho nên mình không có ăn bún riêu Lữ Gia, mình ăn bún riêu miệt vườn. Mà ở Mỹ không có cua, cua đồng, mình ăn cái cua, cua mà nó làm trong lon sẵn. Ê, mình khoái cái nước mắm hiệu Mega Chef này lắm nè. Chừng 7 năm gần đây, 5 hay 7 năm gần lại đây, Ngọc Ánh biết có cái hiệu này. Mà cái hiệu này của Thái Lan, mình xài thì mình thấy rất là thích. Đó, product của Thái Lan ha. Nó chỉ có 30% độ mặn so với cái hiệu nước mắm Phú Quốc gì đó, 40%. Nhưng mà mình không thích cái hiệu nước mắm kia nữa, mình xài cái hiệu này rồi mình khoái hơn. Đó là cái gu của mình. Còn ai thích thì cứ nấu theo kiểu này. Nhưng mà mình không có quảng cáo cho ai hết. Mình thấy nó ngon thì mình chia sẻ với mấy anh chị. Ai thích nấu thì mình nấu. Cái lâu lâu mình phải kiếm mấy cái hiệu khác mình nấu, mình xài hoài cái hiệu đó. Đôi khi mình thấy nó không có ngon. Có nhiều chai nước mắm rất là mắc tiền nhưng mà sao ăn vẫn không thấy ngon. Đó, dám mì ha. Rồi, xong cái tô bún riêu của Triple J Kitchen, chứ không phải là bún riêu của nhà hàng danh tiếng nào hết. Nhưng mà nhìn là chắc là đã nhìn là thấy phê rồi. Ồ, ok, không phê thì lần sau hứa sẽ làm tiếp. Bye bye. Ngon không Yến? Thấy hôm qua Yến nấu bún riêu mà menu tuần này là mình phải nấu bún riêu. Tại mấy tuần nay mình không có nấu bún riêu lâu rồi. Ăn mấy cái kia riết nó chán. Mấy đứa nhỏ nó thích ăn bún riêu lắm. Bún riêu ngon, dễ nấu. Bún riêu nấu nhanh nhất luôn. Rồi, bye bye. Cảm ơn rất nhiều. Xem Triple J Kitchen.